Kính thưa quý vị, 14.000 điện thoại thuê bao bị nghe lén. Thông tin từ báo mạng Công an Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng một công ty tư nhân tên gọi là Việt Hồng ở Hà Nội đã cài đặt nhiêu liệu gián điệp để giám sát, theo dõi 14.140 điện thoại di động. Công ty nhiêu liệu Việt Hồng, tọa lạc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cài nhiêu liệu gián điệp để xem tin nhắn, danh bạ điện thoại, ghi âm cuộc họp của khách hàng. Báo Công an Cộng sản Việt Nam nói rằng tất cả các tài liệu của khách hàng của họ được lưu lại máy chủ của Việt Hồng chỉ sau từ 3 cho đến 5 phút bằng thủ thuật dụ dỗ. Họ cài đặt nhiêu liệu P-Tracker. Khách hàng không chịu dụ được thì Việt Hồng cài luôn nhiêu liệu này vào máy của họ để xem và khai thác dữ liệu của họ trên máy chủ của mình. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, công ty Việt Hồng vi phạm luật công nghệ và thông tin sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật Cộng sản Việt Nam. Theo báo Công an Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã đồng thời bắt một người đàn ông tên Lê Viết Tám, 41 tuổi, đã lén cài đặt nhiêu liệu giám sát 877 máy chủ, thu lợi hàng trăm triệu đồng, chưa kể việc đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng. Mặt khác, 800.000 người khác cũng đã bị sa bẫy bởi chiêu lừa cài đặt nhiêu liệu xem phim tình dục qua địa chỉ trang web chợ ảo mmoney.vn, bị chiếm đoạt khoảng 9 tỷ đồng, tương đương với 450.000 Mỹ Kim. Công an Hà Nội đã bắt một thanh niên tên Nguyễn Tuấn Anh, 29 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của công ty IMMC, đặt trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo hồ sơ điều tra của Công an Hà Nội, khách hàng tải chương trình ứng dụng cho điện thoại di động từ web nói trên đã bị mất sạch tiền trưng mục. Khách hàng đã bấm vào ứng dụng trên để tải xuống hình phim có nội dung tình dục, ghi là miễn phí, nhưng chỉ nhận về hình của các cô gái mặc bikini trong khi trưng mục điện thoại bị lấy hết sạch tiền.